Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của VN Review và mình là Nam. Và trong ngày 5 tháng 9 năm 2019 ngày hôm nay sẽ có một trận đấu diễn ra rất quan trọng giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong vòng loại World Cup 2022. Và trước khi trận đấu này diễn ra, trước khi bóng lăn, chúng ta cùng nhau tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh trận đấu ngày hôm nay nhé. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 4 tháng 9 năm 2019 thì đã có họp báo chính thức trước trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong vòng loại World Cup 2022. Và trong buổi họp báo này thì đội trưởng của đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải cho biết: "Chúng tôi đã có 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup. Tâm lý của chúng tôi rất thoải mái và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Thái Lan. Thái Lan có một huấn luyện viên trưởng mới và tất cả các cầu thủ Thái Lan đều đang muốn chứng minh khả năng của mình với huấn luyện viên mới và đó chính là động lực dành cho họ. Thái Lan cũng có sự góp mặt của đầy đủ 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và đó chính là điểm mạnh của đội tuyển Thái Lan." Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo lại chỉ ra một nhân tố nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan. "Ở Thái Lan thì Chanathip là ngôi sao sáng nhất, chúng tôi đã theo dõi anh ấy ở Asian Cup. Dù bất lợi về thể hình nhưng Songkrasin có kỹ thuật và khả năng chơi bóng tốt bằng cả hai chân cũng như phối hợp rất tốt với đồng đội. Thái Lan còn rất nhiều các tài năng khác nhưng Chanathip Songkrasin sẽ là người mà chúng tôi phải chú ý nhiều nhất." Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng khẳng định chiến thắng ở King's Cup sẽ giúp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tự tin hơn và toàn đội sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất vào ngày mai. Và nếu nói về ý nghĩa của King's Cup thì chiến thắng đó sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam hiện tại và sau này sẽ tự tin hơn khi thi đấu với Thái Lan. Và dù Thái Lan thì có nhiều thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây nhưng họ đã có một huấn luyện viên mới và đang rất khát khao để chiến thắng trên sân nhà. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào sự chuẩn bị của mình, không ai có thể biết trước kết quả trận đấu ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ chơi đoàn kết, nỗ lực hết sức như những gì chúng tôi vẫn làm. Và có một chi tiết mà huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng vào buổi phỏng vấn ngày hôm qua. Buổi họp báo đã bị gián đoạn trong gần 5 phút khi ông Park yêu cầu giới truyền thông Thái Lan phải thể hiện sự tôn trọng bằng việc giữ im lặng khi huấn luyện viên các cầu thủ phát biểu. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên mới của đội tuyển Thái Lan cũng đã trả lời phóng viên báo chí trong ngày hôm qua. "Tôi đã theo dõi băng ghi hình của đội tuyển Thái Lan ở King's Cup vừa qua, quả nhiên chúng tôi thua cả hai trận, không thể hiện được đúng phong độ sức mạnh của mình. Tuy nhiên trong quan điểm của tôi kể từ khi nhậm chức rằng Thái Lan vẫn luôn là một đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á." Thẳng thắn nhìn vào vấn đề mà đội tuyển Thái Lan đang gặp phải thì ông Nishino cho biết vấn đề của chúng tôi là dứt điểm. Trước Việt Nam và Ấn Độ, Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội, vấn đề là các cầu thủ của chúng tôi đã không thể tận dụng được cơ hội ở 1/3 sân cuối cùng. Và đây không chỉ là vấn đề với bóng đá Thái Lan mà còn với bóng đá châu Á nói chung. "Chúng ta thiếu những tiền đạo dội bom đẳng cấp nhưng không sao cả, tôi tự tin rằng các tiền vệ cũng có thể làm được điều đó." Và bên cạnh đó thì huấn luyện viên Akira Nishino khẳng định là đội bóng của ông không ngại phải đương đầu với đội tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018. "Trước thềm trận đấu thì tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm của các cầu thủ, toàn đội đã sẵn sàng, chúng tôi có một trạng thái tâm lý cao, vì thế tôi tự tin hướng đến chiến thắng trong trận ra quân của mình. Nên nhớ rằng trong quá khứ đội tuyển Thái Lan đã nhiều lần đánh bại đội tuyển Việt Nam." Qua trả lời họp báo của hai huấn luyện viên của hai đội tuyển thì chúng ta có thể thấy đây là trận đấu cực kỳ căng thẳng, không chỉ căng thẳng đơn thuần. Và đây còn có thể căng thẳng hơn cả một trận đấu derby, khi cả hai bên đều là đối thủ rất lớn của nhau trong nhiều năm và qua rất nhiều các thế hệ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang sở hữu một thế hệ vàng với sự đồng đều trên mọi tuyến từ hàng tiền đạo, tuyến tiền vệ đến hàng thủ, được trải qua rất nhiều các trận đấu từ Đông Nam Á cho đến châu Á. Và với lứa cầu thủ ăn tập thi đấu xuyên suốt cùng nhau qua rất nhiều giải đấu thì đây là một thế hệ có thể nói là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó thì đội tuyển Việt Nam còn một điểm tựa rất lớn khi thắng liên tục đội tuyển Thái Lan ở rất nhiều các cấp độ từ lứa U cho đến đội tuyển, từ đội tuyển nam cho đến đội tuyển nữ. Và về Thái Lan thì sau nhiều trận thua trước đội tuyển quốc gia Việt Nam thì rất muốn được phục thù để có thể thắng Việt Nam. Trước đây khi mà chúng ta đối đầu với đội tuyển Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam luôn cảm giác là khó có thể thắng được người Thái. Nhưng gần một năm trở lại đây thì ngược lại với điều đó, người lo lắng cho những trận đấu lại là người Thái. Bên cạnh đó thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đang bị một sức ép rất lớn đến từ cổ động viên khi liên tục để đội nhà thua đội tuyển Việt Nam. Và bên cạnh đó là những thất bại trong những giải đấu mà Thái Lan tham gia. Nên trận đấu ngày nay sẽ cực kỳ quan trọng đối với hai đội tuyển. Tiếp theo mình sẽ gửi em về quân số của đội tuyển Việt Nam. Sau khi loại Hà Minh Tuấn và chào đón sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau khi ký hợp đồng tại Hà Lan thì đội tuyển Việt Nam đang có quân số gần như là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Mặc dù rất nhiều các cầu thủ hay như Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng vẫn đang bị dính chấn thương thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều các cầu thủ giỏi sẵn sàng ra quân trong trận đấu với Thái Lan ngày hôm nay. Về hàng công đội tuyển Việt Nam thì vẫn đang có gồm 4 cái tên, đó chính là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức. Hàng tiền vệ sẽ gồm rất nhiều các cầu thủ hay như là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh,
Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy và tiền vệ sáng tạo nhất của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Về hàng hậu vệ thì sao? Hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam ngoài sự thiếu vắng của Đình Trọng thì vẫn đang rất là vững chãi khi nơi hàng thủ có sự có mặt của Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng. Và về thủ môn thì chúng ta đang có 3 thủ môn rất là xuất sắc. Đầu tiên phải kể đến đó chính là thủ môn Đặng Văn Lâm. Tiếp theo là Nguyễn Tấn Mạnh và Phạm Văn Cường. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, mình sẽ đưa ra dự đoán đội hình của đội tuyển Việt Nam trong ngày hôm nay. Đầu tiên, vị trí thủ môn không ai khác ngoài thủ thành Đặng Văn Lâm. Đứng trước khung gỗ với phong độ hiện tại của Đặng Văn Lâm tại Thái Lịch thì không ai có thể thay thế Đặng Văn Lâm trong khung gỗ được. Về hàng thủ sẽ là Quế Ngọc Hải với vị trí hậu vệ thòng. Hai bên sẽ là hai trung vệ dập, đó chính là Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Hậu vệ cánh sẽ là nơi của những người sẽ phải lên công về thủ liên tục, là nơi Nguyễn Trọng Hoàng sẽ đảm nhiệm vị trí cánh phải. Trọng Hoàng hiện đang rất sung sức sau khi mà bình phục hoàn toàn chấn thương. Cánh trái có thể là nơi chiếm giữ của Văn Thanh hoặc Văn Hậu. Và theo như mình nghĩ thì có thể Văn Hậu sẽ đá khoảng 60 phút hoặc vào sân từ ghế dự bị, bởi vì Văn Hậu vừa trải qua một quãng đường rất dài từ Hà Lan về Thái Lan. Tuyến tiền vệ rất khó để lựa chọn xem liệu ai sẽ thiếu từ tuyến tiền vệ, nhưng có một người mà mình tin chắc là sẽ có mặt ngay từ đầu, đó là tiền vệ sáng tạo nhất của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Và Quang Hải sẽ thi đấu ở tiền vệ trung tâm lệch trái. Với đẳng cấp và ảnh hưởng lối chơi của Quang Hải đội tuyển thì đã không cần phải nói nữa rồi, bởi những pha chồng biên cánh trái, pha đi bóng lắt léo và khả năng tạo đột biến, kèm với đó là tài khả năng đá phạt thành siêu phẩm của mình, thì Quang Hải chắc chắn sẽ có vị trí ở trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Tiếp theo, hai tiền vệ còn lại thì mình nghĩ sẽ là nơi chiếm giữ của Hùng Dũng và Huy Hùng. Và với hai tiền vệ này thì có hoàn toàn để san sẻ nhau về việc khả năng phòng ngự. Kèm theo đó, Huy Hùng thì hoàn toàn có thể phất những đường bóng dài lên trên cho những tiền đạo chạy nhanh như là Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Anh Đức để có thể chấp thời cơ ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan. Và bộ đôi tiền đạo cắm nhiều khả năng vẫn sẽ là Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Toàn. Anh Đức hiện nay đang là một trong những tiền đạo cắm hay nhất của đội tuyển Việt Nam với khả năng làm tường. Độ nhạy bén trong việc ghi bàn đang rất cao, mặc dù 34 tuổi nhưng mà anh Đức vẫn đang có khả năng nắm bắt ghi bàn rất tốt, kèm với nhiều kinh nghiệm về trận mạc. Văn Toàn sẽ làm cầu thủ rất cần thiết vì tốc độ của anh rất là nhanh và phù hợp với lối chơi tấn công nhanh của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó thì khả năng tạo đột biến của Văn Toàn cũng là điểm rất là tốt đối với đội tuyển Việt Nam. Về đội tuyển Thái Lan thì sao? Đội tuyển Thái Lan hàng công không ai khác ngoài tiền đạo Subhachai Jaide. Hàng tiền vệ sẽ là sự xuất hiện của Chanathip Songkrasin, một cầu thủ cực hay của đội tuyển Thái Lan trở về từ J-League. Tiếp theo là Supachok, Thitiphan và Photowat. Và với hàng tiền vệ này thì hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam phải cực kỳ bắt chắc Chanathip Songkrasin. Hàng hậu vệ của đội tuyển Thái Lan sẽ gồm Therathong, Pansa, Manuel, Tababun, Narubadin. Thủ môn của đội tuyển Thái Lan vẫn có thể sẽ là Siwarak, và với đội hình này của hai đội thì chúng ta có thể thấy nếu đội tuyển Việt Nam khóa chặt được Chanathip và bắt chết tiền đạo cắm Subhachai thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng đội tuyển Thái Lan. Mặc dù thiếu vắng sự có mặt của Trần Đình Trọng nhưng với hàng thủ hiện tại thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể bắt chết, thậm chí là bỏ túi tiền đạo Subhachai. Và với Đặng Văn Lâm chiếm giữ khung thành thì cũng làm cho cổ động viên Việt Nam an tâm hơn rất nhiều. Và hàng tiền vệ thì với sự sáng tạo của Nguyễn Quang Hải và đường truyền xa phản công của Nguyễn Huy Hùng, đội tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng triển khai thế trận tấn công. Hàng công chúng ta sẽ chờ đợi khả năng chớp thời cơ của tiền đạo Anh Đức và tốc độ như vũ bão của Nguyễn Văn Toàn. Vậy là mình đã vừa tổng hợp cho các bạn những thông tin xoay quanh trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm nay. Và mình cũng đã đưa ra đội hình dự kiến của mình. Vậy các bạn hãy cùng nhau đưa ra đội hình dự kiến mà các bạn thấy phù hợp nhất với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán xem liệu tối ngày hôm nay thì đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng hay là thua, hay là sẽ hòa với đội tuyển Thái Lan. Và các bạn cũng đừng quên vào lúc 19 giờ tối ngày hôm nay hãy cùng nhau đón xem đội tuyển quốc gia Việt Nam đá với đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và cùng nhau tiếp thêm sức mạnh để đội tuyển Việt Nam có thêm một chiến thắng nữa trên sân nhà của đội tuyển Thái Lan. Nếu các bạn thấy video clip này hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe và ấn chuông để ủng hộ VN Review nhé. Và đừng quên là hãy cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chiến thắng Thái Lan vào tối ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Bye bye.